Tôi là Phương Đào. Tôi là Oxy. Chúng tôi sẽ là Mỹ Nhân Hành Động. Mỹ nhân không đơn độc, bởi đồng hành cùng họ là 6 chiến sĩ tinh nhuệ trong lực lượng công an nhân dân. Với bất cứ một chương trình nào ấy, thì thí sinh đấy cũng sẽ bị loại ngay lập tức. Không chơi nữa. Như thế không gọi là chiến thuật, mà đấy là chơi xấu. Nhưng mà nếu như mà cái chuyện đó có xảy ra đi nữa thì em không được quyền nói. Ai sẽ chạm tay vào giải thưởng chung cuộc 200 triệu đồng và trở thành quán quân Mỹ Nhân Hành Động mùa đầu tiên? Anh bật khóc vì anh đã vượt qua được cái chặng đường có thể nói là cuộc đời anh chưa bao giờ anh trải qua. Hành trình chinh phục giải thưởng Mỹ Nhân Hành Động của 6 cô gái sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Phương Oanh là một diễn viên tài năng được yêu mến qua nhiều vai diễn truyền hình. Năm 2018, Phương Oanh khẳng định vị trí của mình với vai chính trong phim Queen Búp Bê. Trong đời thường, Phương Oanh luôn xuất hiện trong hình ảnh gợi cảm nữ tính. Liệu cô có vượt qua những thử thách cam go trong Mỹ Nhân Hành Động? Diễn viên Ngọc Thanh Tâm, một gương mặt góc cạnh có khả năng thể hiện đa dạng tâm lý. Vai diễn của Ngọc Thanh Tâm trong bộ phim Art House, Đảo của dân ngụ cư, nhận được nhiều đánh giá tích cực và cả nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế. Tuy vậy, ngoài đời thường, diễn viên trẻ 9X này lại là một cô gái đa cảm, nũng nịu. Liệu Ngọc Thanh Tâm có bỏ cuộc trước những thử thách sắp tới trong Mỹ Nhân Hành Động? Trong 10 năm tham gia nghệ thuật, Trương Quỳnh Anh gặt hái nhiều thành tựu trong mọi lĩnh vực cô theo đuổi, từng đảm nhận vai diễn trinh sát điều tra. Song có đủ để Trương Quỳnh Anh đạt thành tích ấn tượng trong chương trình truyền hình thực tế đầu tiên? Phương Anh Đào là một phát hiện sáng giá của màn ảnh rộng trong nước hai năm qua. Từ vai diễn đầu tiên ấn tượng trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Phương Anh Đào tiếp tục để lại nhiều cảm xúc với hai bộ phim Em Gái Mưa và Chàng Vợ Của Em. Nhưng liệu có những tình huống đòi hỏi sự khéo léo của Mỹ Nhân Hành Động đưa ra, Phương Anh Đào có chùn bước? DJ OC, cô gái 9X xuất thân từ An Giang. Cô đã lọt top 100 nữ DJ gợi cảm nhất thế giới. Nhiều năm tự bươn chải rèn luyện, OC đã định hình thương hiệu và vị trí của mình trong làng DJ trong nước và quốc tế. Sự tự tin trong âm nhạc đã đủ để DJ OC vượt qua các vòng kiểm tra đầy chông gai của Mỹ Nhân Hành Động. Ủa, sao có chị giống của em ấy vậy? Đâu em coi là em chứ ai?
Johnny hiện từng màn với ca khúc Bolero duyên phận với hàng chục triệu lượt theo dõi. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cạnh nhà nếu một cô gái nhỏ nhắn, tiếng hát trong trẻo với nụ cười rạng rỡ, song ngoại hình cũng khiến Jamie trở thành một ẩn số với mỹ nhân hành động. Xin chào. Chúc mừng tất cả các bạn đã được chọn vào biệt đội mỹ nhân hành động đầu tiên của bạn tại Việt Nam. Trong tập đầu tiên này thì tôi xin phép được che giấu danh tính của mình. Nhiệm vụ của các bạn sẽ trải qua một đợt huấn luyện đặc biệt. Sau đó các bạn sẽ trải qua thử thách để hoàn thành nhiệm vụ của mình cho chương trình được giao. Chúng ta sẽ tìm ra mỹ nhân có số điểm cao nhất sau tất cả các vòng. Các bạn sẽ nhận được giải thưởng là 200 triệu đồng. Và đội hạng nhì các bạn sẽ nhận được giải thưởng là 100 triệu đồng. Đội hạng 3 là 50 triệu đồng. Và đặc biệt là từ tập 6 trở đi thì đội hạng nhất tuần sẽ được nhận được thêm một giải thưởng nữa là 10 triệu đồng. Tổng cộng giải thưởng của chương trình sẽ là 400 triệu đồng. Thử thách của chương trình thì sẽ được nâng cao lên từ dễ đến khó. Vì vậy ngoài khả năng chủ lực sức bền của các bạn thì các bạn phải đòi hỏi tinh thần đồng đội nè, khả năng tập trung cao độ thì có thể giải quyết được hết. Các bạn đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Ngày hôm nay sau phần test thể lực sẽ có một bạn phải ra về. Và đặc biệt tôi có một chia sẻ với các bạn là xuyên suốt chương trình sẽ có một giám khảo giấu mặt. Và người này sẽ là người ra những quyết định khó khăn nhất. Ví dụ như là trường hợp có hai bạn số điểm thấp nhất thì người này sẽ là người quyết định bạn nào sẽ là người ra về. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên của phần test thể lực có tên là bật bạc nhún. Mỗi thí sinh có 2 phút để bật nhảy hết đường nhảy quy định. Nếu té ngã hoặc chạm chân tay vào thành bạc nhún sẽ phải quay lại điểm xuất phát. Chúng ta sẽ đến với cặp thí sinh đầu tiên, Phương Anh Đào và Oxy. Cố lên, cố lên! Hai bạn đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng! Sẵn sàng! Bắt đầu! Khi mà tập luyện thì Oxy bị té rất là nhiều lần. Thì Oxy sợ là mình không làm được. Nhưng mà tới lúc thi thì Oxy đã cố gắng nhảy chăm qua thì đến cuối thì Oxy qua được nhưng Oxy té thôi. Và thời gian hai bạn đạt được là 26 giây. Trời chóng mặt quá. Và bây giờ cặp thi đấu tiếp theo, và xin mời Ngọc Thanh Tâm và Jamie. Thì thấy 26 giây bị áp lực á, bị quýu luôn á chị. Thời gian bắt đầu. Cố lên 50 đi ơi. Lúc đầu em thấy là em hơi bị vội một chút. Em thấy trời ơi, sao chị Đào có thể qua nhanh được như vậy. Mình cũng nghĩ là ồ gì thì mình cũng có thể qua nhanh được. Mình thấy là nhanh lên nhưng bị bắt một cái sai phải chạy quay lại nhanh. Và Jimmy đã phạm luật vào, mời bạn trở lại vị trí đầu tiên ạ. Và thời gian của cặp thứ hai 1 phút 19 giây. Yeah. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi. Wow, Phương Quanh đã phạm luật một bài chuyện gì ạ? Trời hay quá, chị ơi. Hết rồi mà. Phương Quanh đã phạm luật và xin mời bạn ghi kỹ lại từ đầu ạ. Tại vì mình đi cận cho nên khi mà mình thấy mọi người đi trước mình tưởng nó tới đó là đã đích rồi, chứ không phải là mình không thể nhảy qua được. Cuối cùng là mình tự nhiên mình dừng ở đó thì coi như mình phạm quy, mình phải quay nhìn. Woo!
may mắn là mình thực hiện cái thử thách này nó cũng khá suôn sẻ. Sức khỏe thì vẫn còn đầy đủ. Nếu mà bây giờ nói về pin đi thì bây giờ Tâm còn khoảng được khoảng 90% pin. Thật sự về tinh thần thì Phương Anh vẫn còn đủ 100%, nhưng mà vì một số cái lý do về sức khỏe cho nên là nó không đảm bảo được cái phần thi của mình tốt nhất. Hy vọng là những cái thử thách những tiếp theo anh sẽ kéo lại được số điểm của mình. Cố gắng lên nha. Mọi người cùng cố gắng nha. 2, 3, yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới thử thách thứ hai có tên là Ninja Challenge. Ở thử thách thứ hai, thử thách Ninja, mỗi thí sinh có 30 phút để vượt qua 9 bài kiểm tra thể lực. Tuy nhiên, mỗi bài kiểm tra chỉ được thực hiện tối đa trong 3 phút. Thí sinh có quyền quay lại những bài kiểm tra chưa hoàn thành nếu quỹ thời gian 30 phút vẫn còn. Mỗi ô kiểm tra vượt qua, thí sinh được 1 điểm. Riêng đường chạy dốc nếu hoàn thành, thí sinh được 2 điểm. Ở cái trạm nào mà tụi em tạo lực thì đều phải quay lại từ đầu hết. Quay lại từ đầu của trạm đó. À, tức là không bắt buộc phải vượt qua hết đúng không anh? Mỗi trạm các bạn vượt qua được 1 điểm. Và trạm cuối cùng các bạn sẽ được 2 điểm. Sau khi kết thúc thử thách thì chúng ta sẽ cùng tính điểm xem người đẹp nào đạt số điểm cao nhất. Và đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút xanh này. Và vượt qua trò cuối cùng thì sẽ có một cái nút ở trên đó các bạn cũng phải nhấn vào. Hết tất cả là 30 phút và mỗi cái là 3 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia cặp lại. Và tôi sẽ là người chọn các bạn. Đầu tiên thì Phương Anh Đào sẽ thi cùng với lại Thanh Tâm. Cặp tiếp theo, Triệu Quỳnh Anh sẽ thi cùng với lại Oxy. Và hai bạn còn lại sẽ là cặp cuối cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với 6 người đẹp đến với thử thách thứ hai, Ninja Challenge. Và 6 người đẹp đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! 3, 2, 1, bắt đầu! Và thử thách thứ hai, bắt đầu! Cố lên! Oxy di chuyển rất tốt và các bạn đã sắp vượt qua thử thách đầu tiên. Oxy đã phạm luật và bạn quay lại. Quay lại từ đầu. Ôi ôi, uổng quá luôn á Oxy ơi. Chú Quỳnh Anh đâu vi phạm. Lại lên. Sai phạm hả? Oxy đã vượt qua thử thách đầu tiên, xin mời bạn tiếp tục ạ. Ủa mình đi trong đây được không ta? Bỏ đi. Quỳnh Anh đã vượt qua thử thách đầu tiên và xin mời thử thách tiếp theo. Đúng rồi. Cố gắng giữ thăng bằng, cố gắng giữ thăng bằng. Chúng ta nếu mà thử thách nào khó quá chúng ta có thể bỏ qua. Thôi bỏ đi, bỏ. Nó không lên nổi, cao lắm. Những cái mà đu ngang á thì chỉ cần mà mình có thể lên trên đó được, mình gắng sức mà mình có thể được. Còn cái mà để mà gồng mà để hai cái chân mình đưa lên trên kia thì rất khó luôn. Đa số là đàn ông nhiều khi còn khó khăn nữa, cho nên đối với hai chị em mà không lên nổi. Tiếp tục. Rồi mở cái chân trái ra đi chị. Làm cái dễ chút đi chị.
qua thử thách cuối cùng và bạn còn 3 thử thách nữa bạn chưa vượt qua. Bạn có thời gian rất nhiều để quay lại. Bạn đã vượt qua. Đúng rồi. Rồi, rồi. Cố lên, cố lắm. Cố lên. Đi luôn con Si ơi. Đi luôn, đi luôn, cố lên. Anh cảm thấy rất là kinh khủng, mình không có cảm giác được cái tay mình luôn á. Không biết cái tay mình nó bay đi đâu luôn, rụng rời, rã rời hết. Khi mà chơi xong cái này rồi là hai cái tay mình nó rung gì luôn nè. Nó không, nó tê, mấy cái đầu ngón tay là nó bị tê hết luôn. Tê mà nè, mọi người bằng hết luôn. Chỉ 30 phút và em đã có những cái đường xăm rất là đẹp. Cố gắng đưa chân lên. Đúng rồi. Mình chưa biết như thế nào bởi vì bản thân mình đuối, các bạn cũng đuối. Và bây giờ thì mình đã bước chân vào cuộc thi rồi thì mình chỉ có mức là cố gắng hết sức và vượt qua bản thân mình. Cố lên. Hai tay luôn. Có những điều mình nghĩ mình không làm được nhưng từ nãy giờ mình đã vượt qua được rồi. Các bạn thí sinh tiếp theo, các bạn đã có thể quan sát được, tìm ra được những phương pháp của mình. Hy vọng là các bạn tiếp theo các bạn sẽ vượt qua được chính thử thách. Còn bây giờ tôi xin công bố cặp thí sinh tiếp theo là Phương Anh Đào và Ngọc Thành Tâm. Xin mời hai bạn. Bắt đầu. Cố lên. Ôi, cái này nó Phương Anh Đào đã phạm luật và mời bạn quay trở về. Chị hít xong chị đẩy chân gì lên luôn á. Trời. Đúng rồi. Cố lên. Móc chân vô lên. Cố lên, đi cái chân mình á, đi cái tay sẽ mệt. Hay quá chị Đào ơi. Còn rất nhiều thời gian. Cố lên, cứ cái nào. Chị Tâm ơi, cố lên. Hay quá Đào ơi. Phương Anh Đào đã vượt qua thử thách thứ hai. Cố lên, còn rất nhiều thời gian Tâm ơi. Đúng là khi mà mình nhìn các anh huấn luyện viên chơi á, mình thấy mọi thứ rất là nhẹ. Mặc dù là mình biết nó không nhẹ, nhưng mà mình không ngờ nó lại nặng đến như vậy. Và thực sự là qua cái trò hôm nay thì Tâm mới thấy là cái sức tay của Tâm nó rất là yếu. Không qua được. Cái này không qua được. Cái này phải lực tay hít. Các bạn thí sinh đã thi rồi, các bạn có thể ở ngoài chia sẻ kinh nghiệm. Qua luôn hả? Đào qua luôn. Mỏi lắm. Khi mà cái trò ở trên giữa có hai cái thanh mà mình phải một tay với đây một chân còn lại để đu lên cái thanh đó rồi mình di chuyển từ từ qua cái đó thì anh nào thấy là cái đó nó hơi quá chiều cao với mình.
nên là khi cái lực của cái tay mình nó không đủ mạnh để mà mình nhấc chân mình lên á thì nó sẽ rất là khó. Em qua làm cái kia. Giữ thăng bằng, giữ thăng bằng. Sáu giây cho thử thách cuối cùng. Cố lên nhanh, Tâm ơi, đã mạnh lên nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Bỏ luôn đi. Với phương anh nào thực hiện được 9 điểm. Giỏi quá. Tâm Tâm được 2 điểm. Và bây giờ thì sẽ là cặp thi đấu cuối cùng. Bắt đầu. Rồi, hất chân lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đạp cái chân đây, đạp cái chân đây. Đi chân phải, đúng rồi. Đúng rồi. Ui. Rồi, lên một cái nấc nữa, lên một cái nấc nữa. Rồi, xuống. Rồi đó. Ê, đúng lên. Rồi. Em nghĩ em giải lao chút đi rồi em qua là từ. Nếu như khó quá em có thể bỏ qua. Bỏ lại hai chân một lượt có thể cặp được cái dây đó. Thời gian bắt đầu. Giữ thăng bằng, giữ thăng bằng á. Cố lên. Cố lên. Đau quá. Ôi em ơi. Con quay khác nè em ơi. Cố lên. Được. Wow. Trang My nghĩ là chắc là bí quyết của Trang My, tại vì Trang My có xem qua các chị đã thi những cái phần thi trước rồi, cho nên là mình cũng rút cái kinh nghiệm mà mình nghĩ là nếu như mà mình thi cái phần thi đó thì mình sẽ làm như thế nào, mình làm cái này không được thì mình sẽ tìm cái cách khác, cho nên là em nghĩ là em có cái kinh nghiệm để xem các chị thi trước. Trang My nghĩ là Trang My cũng không phải là giỏi leo cây gì đâu, nhưng mà chắc là cái độ lì nó tiềm ẩn trong con người mình.
mà tới cái chương trình này mình mới phát hiện ra. Cố lên, cái này là dễ nhất luôn á, nhưng mà nhớ là phải cầm cái dây cao lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Một. Với thử thách này các bạn sẽ được 2 điểm nên cố gắng hoàn thành. Cố lên. Cố lên. Người của em nó hả, nhẹ quá rồi. Quá xuất sắc cô gái nhỏ ơi. Để bọn em đánh giá được là thể lực của bọn em đến đâu. Em cũng hơi khá là bất ngờ với cả chính mình, bởi vì là em cũng nghĩ là mình sẽ khỏe hơn như thế. Nhưng mà khi bắt đầu vào những thử thách thì em thấy rằng cơ thể nó rất là nặng nề, em rất là đuối. Và em phát hiện ra là tay của mình, thật sự từ trước em cũng biết là tay em khá là yếu. Và đến khi mà em thực hiện cái này thì người của em nó trọng lượng nó dồn xuống người. Hay là tay của em dường như là lắm lúc nó không còn lực nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp tới thử thách cuối cùng. Và đặc biệt thử thách này có số điểm nhân đôi. Wow. Số điểm rất lớn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! 3, 2, 1, go! Và bây giờ chúng ta sẽ tới thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng là thử thách leo núi. Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút để leo lên đỉnh núi. 5 thang điểm 10, 8, 6, 4, 2 và 0 lần lượt được trao cho các thí sinh có thành tích leo từ nhanh đến chậm. Với số điểm nhân 2, sẽ có cú lội ngược dòng nào ngày hôm nay hay không? Và tôi xin nhắc lại, sau 3 thử thách, thí sinh có điểm thấp nhất sẽ phải ra về. Và bây giờ chúng ta sẽ chia làm 2 người một cặp. Các bạn thí sinh nào đang cao điểm nhất, các bạn hãy bước ra thực hiện thử thách này. Oxy với lại Phương Anh Đào. Rồi, xin mời Oxy và Phương Anh Đào một tràng pháo tay được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng, chinh phục đỉnh núi nhân tạo với 2 thí sinh Phương Anh Đào và DJ Oxy. 3, 2, 1, bắt đầu! Cố lên, cố lên, cố lên!
phần thi cá nhân, số điểm sẽ được nhân đôi nên các bạn hãy cố gắng hết sức. Tuy ơi, cố lên, cố lên. Hay quá. Hay quá. Cố lên, cố, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp tới rồi. Tới rồi. Rồi qua, rồi chân trái lên. Đó, đúng rồi, lên. Đúng rồi. Rồi, lên tiếp. Hay quá, cố lên. Cố lên chị ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Không lên được, giỏi quá rồi. Tôi nghĩ là đây là một thử thách quá khó đúng không ạ? Sau khi chúng ta đã vượt qua thử thách thứ hai, tay chúng ta cũng đã mỏi rồi. Thì Phương Kinh Đào đã xuất sắc vượt qua thử thách này với thời gian là 1 phút 40 giây. Oxy sẽ chờ đợi, tiếp tục thi lại với một thí sinh khác. Và chúng ta sẽ đến với phần thi của Phương Oanh và Yan Mi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Lên chân trước đi chị Anh ơi, lên chân trước. Đi đúng rồi đó, chị gió cái tay chị lên cái cục màu vàng cái tên nữa. My ơi, giờ em cho cái cục cái chân của em qua cái cục ở giữa đi, em làm cái điểm tựa đi rồi em đi tiếp My. Không bám được vào nữa luôn ý. Không bám được vào luôn á. Nó cứ dù thật sự cảm xúc của em có hơi một chút buồn và thất vọng vì chính mình, vì em nghĩ là em sẽ làm tốt hơn thế. Di chuyển qua luôn, di chuyển qua luôn. Đúng rồi, đẹp rồi, đẩy lên, đẩy lên, dùng hết lực đẩy lên luôn. Chân trái cũng rồi, đẹp lên, đạp lên mạnh luôn. Hất người lên, hất cái người lên, hất lên em. Tại vì em đã dồn quá sức cho cái phần trước cho nên là cái phần tay của em nó không có còn được khỏe như là ban đầu. Dù cho cái ý chí của em thì em nghĩ là mình có thể là sẽ cố gắng lên được, nhưng mà cái sức lực của mình nó không có đủ để mà thực hiện được cái thử thách đó nữa. Sau 10 phút thì Danh My và Phương Quỳnh nó không vượt qua được thử thách này. Bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi và chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục thử thách. Và bây giờ là hai thí sinh cuối cùng, xin mời Ngọc Thanh Tâm và Trương Quỳnh Anh. 3, 2, 1, bắt đầu. Go, 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 go. Cố lên, cố lên. Chúng ta có thể quan sát trước cái bóng đá nào chắc chắn á. Dùng lực chân nhiều vô. Chắc như mặt phờ ở trên này, tội nghiệp con nhỏ ghê luôn. Anh đã lên gần chạm được đến cái đích rồi, nhưng mà mình vẫn không thể nào với lên được nữa. Thế là nó quá là tiếc, nhưng mà mình hiểu được lúc đó mình đã cố gắng rất là nhiều. Đây là lần leo thứ hai của hai bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Tâm ơi, cố lên Tâm ơi, cố lên em ơi. Chân phải của chị, chân trái của chị vô cái đúng rồi, áp người vô. Tâm ơi, em đỡ cái chân trái, em đỡ cái chân trái qua bên chân phải đi Tâm. Yeah. Chân, chân, chân.
nhưng mà mình cũng cố gắng một lần nữa, thử hết, vận dụng hết tất cả sức lực của mình xem như thế nào. Thì chỉ lên được một vài cái thôi, tay chân đã rều rã ra hết rồi, không còn cái gì nữa để mà cố gắng. Và bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của Gian My và DCOC. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Đây là cơ hội cuối cùng, mọi người bình tĩnh. Nó đau tay quá rồi, nó hai cái băng keo. Gian My đã... Thêm một cái nữa rồi hả? Nó chóc ra nữa rồi. Thêm cái nữa. Thôi chứ. Các em ngừng đi, để Thành nó chấp cái này luôn. Cố lên, được quá rồi đó, cố lên. Cố lên OC ơi. Cố lên chị ơi. Khi mà đến cái thử thách leo núi á, thì lúc đó OC bị té rất là nhiều lần. Khi mà té xuống rồi mình ngồi nghỉ một chút xíu để cho các cơ nó giãn ra, thì lúc đó mình quyết định là lần này là lần cuối thôi, mình phải chiến thắng bản thân của mình để vượt qua. Tâm sẽ là người cuối cùng thiện thử thách. Bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Tâm nãy giờ ngồi ngồi nghỉ thì cũng có nhìn lại cái ngọn núi đó và thấy là, và mình rất là ức, là bởi vì mình chỉ còn cách có khoảng 1 mét, 1 mét rưỡi à, là mình hất hai hất lên là sẽ chạm được. Sau tất cả vòng thi thì chỉ có Phương Anh Đào và OC vượt qua được thử thách này. Còn 4 thí sinh còn lại các bạn đều thất bại. Tôi sẽ mời các bạn bước ra ngoài kia, tôi sẽ công bố kết quả của buổi test ngày hôm nay. Xin mời các bạn ạ. Xin chào 6 mỹ nhân. Trải qua 3 thử thách của phòng test thể lực, tôi đã có kết quả. Và chắc chắn là ngay tại lúc này các bạn đã có thay đổi hoàn toàn khác về mỹ nhân hành động, đúng không ạ? Em cảm thấy là ngoài thể lực không đủ, nó còn liên quan tới cả cái ý chí nữa, tinh thần nữa. Mình phải tưởng tượng là ví dụ như là ở trên cái núi đó là mình phải đi cứu mẹ hay là người yêu, một cái người nào quan trọng đối với mình ở trên đó. Khi mà em làm một lần á, em nói là em không có cơ hội để làm lại lần nữa, vì em nghĩ là em biết là cái sức của mình nó không có dẻo dai, mình không thể kham thêm một lần nữa, nên là mình phải làm một lần cho thật tốt. Và em nghĩ là những ai ở đây mà phải làm lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và rốt cuộc là mọi người vẫn leo lên được, em thấy cái ý chí của mọi người còn kinh khủng hơn cả cái người mà leo lần đầu tiên mà lên được hoàn toàn như em. Tôi nghĩ là đó là tiêu chí của mỹ nhân hành động, làm cho các bạn nghĩ là điều đó các bạn không thể làm được, nhưng dùng ý chí của mình đã vượt qua. Và bây giờ tôi đã có kết quả của phòng 3 vừa rồi và xin phép được công bố từ số điểm cao nhất. Chỉ có 2 thí sinh, 2 người đẹp hoàn thành được phòng 3 này, đó là Phương Anh Đào và OC. Mỗi bạn được 10 điểm. Yeah. Và vì 4 người đẹp còn lại các bạn đều không vượt qua thử thách, nên chúng tôi sẽ chấm điểm các bạn dựa vào số độ cao các bạn đạt được. Và dựa vào số độ cao đó thì có 2 thí sinh đồng điểm với nhau. Xin chúc mừng Trương Quỳnh Anh và Ngọc Thanh Tâm. Hai bạn cùng được 8 điểm. Hai thí sinh còn lại, Gian My và Phương Quỳnh, hai bạn là hai thí sinh, một bạn thì bỏ cuộc, một bạn thì không vượt qua được 5 phút cuối cùng. Hai bạn cùng được 4 điểm. Nhưng nó không phải là kết quả cuối cùng. Sau khi tổng kết cả 3 vòng của thử thách ngày hôm nay, đầu tiên, thí sinh đạt số điểm cao nhất, có thể nói là tuyệt đối trong ngày hôm nay, 2 điểm 10, tổng cộng là 20 điểm. Xin chúc mừng Phương Anh Đào. Và xin chúc mừng OC, bạn đã được 18 điểm sau 3 vòng thi. Thí sinh thứ 3, xin chúc mừng Trương Quỳnh Anh. Tổng điểm của bạn là 15 điểm. Chúng ta còn lại 3 người đẹp. Xin mời 3 bạn Phương Quanh, Gian My, Ngọc Thanh Tâm, các bạn bước là một bước thôi ạ. Rất có thể trong ngày hôm nay, một trong các bạn sẽ phải chia tay mỹ nhân hành động. Bây giờ thì tôi xin phép được công bố người đẹp có số điểm cao hơn hai bạn còn lại.
xin chúc mừng người đẹp có số điểm 13, Giang My. Giỏi quá, giỏi quá. Ngay trong tập đầu tiên đã có hai người đẹp, hai thí sinh đồng điểm với nhau là 11 điểm. Và vòng cuối cùng thì Ngọc Thanh Tâm đã bứt phá lên nhưng không đủ, không đủ để bạn vượt lên được. Bạn được 8 điểm và cộng với 3 điểm trước, bạn được 11 điểm. Còn Phương Quanh bạn được 7 điểm, cộng với 4 điểm vừa rồi bạn được đồng điểm 11. Và hai bạn là hai thí sinh, hai người đẹp đang thấp điểm nhất. Tôi đã nói trước là ngày hôm nay chúng ta có một giám khảo giấu mặt, và người ấy luôn luôn quan sát chúng ta. Bất cứ chúng ta làm gì, thi như thế nào, nỗ lực ra sao, người ấy đều quan sát được hết. Và bây giờ thì tôi xin phép các bạn, tôi sẽ bước ra ngoài hội ý cùng với giám khảo xem ngày hôm nay chúng ta sẽ loại như thế nào. Nó có một cái cảm giác là mình đang là người có số điểm gần như là thấp nhất, nhưng mà nếu như mà phải dừng lại sớm như vậy thì thật sự rất là hụt hẫng. Cái lúc mà Tâm thấy là nếu mà chỉ có 3 điểm này là mình về là chắc. Và sau khi hội ý cùng với là giám khảo, tôi đã có quyết định ở đây. Xin mời bốn bạn hãy bước lên. Ôm tạm biệt Phương Quanh và Ngọc Thanh Tâm. Ôi, ôi, sao vậy thiệt à? Ôi, sao vậy? Ủa cái gì hả? Mới nay thôi mà. Ngày hôm nay chỉ là diễn kiểm tra thôi mà. Chúng ta ôm nhau tạm biệt để về nhà. Chúng ta cùng soạn hành lý và sáu bạn cùng bước vào huấn luyện. Và đó không phải là bất ngờ cuối cùng tôi dành cho các bạn. Tôi sẽ có một bất ngờ tiếp theo. Vì các bạn đã là những mỹ nhân chính thức của Mỹ Nhân Hành Động nên tôi phải buộc phải lộ mặt để các bạn thấy được cái dung nhan của tôi thôi. Và từ giờ thì tôi sẽ đồng hành với các bạn xuyên suốt chương trình, và hy vọng là sẽ chia sẻ những khó khăn cũng như là cái cảm xúc của các bạn nhiều nhất. Và đó không phải là bí mật cũng như là bất ngờ cuối cùng chúng tôi dành cho các bạn. Sẽ có một bất ngờ còn lớn hơn nữa. Không phải là một người bịt mặt mà sẽ còn rất nhiều người bịt mặt bước ra đây. Và tôi xin mời mỹ nhân ngày hôm nay được số điểm cao nhất, Phương nào bạn bước lên. Bước lên đây ạ. Dạ. Bạn sẽ có một ưu đãi. Ưu tiên đó là bạn được quyền lựa chọn lá thăm đầu tiên. Xin mời bạn. Rồi bạn có đọc to cái số của mình ạ. Số bao danh kem là số 5. Số 1 ạ. Của em là số 2. Số 6 ạ. Số 4. Số 4. Số 3. Và bây giờ thì bất ngờ lớn nhất của chương trình sẽ bước ra đây gặp mặt các bạn, xin mời ạ. Và đây sẽ là những đồng đội của các bạn, cùng đồng hành với các bạn trong suốt quá trình Mỹ Nhân Hành Động. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào sự lựa chọn thực sự mà các bạn sẽ phải đón nhận, và cùng với sự lựa chọn đó phối hợp với nhau để đi hết con đường này. Làm gì ạ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ theo thứ tự trước. Xin mời bạn nam áo đen đầu tiên. Mời bạn hãy lật ra cho chúng tôi xem là bạn là số mấy ạ? Xin mời. Số 3. Và xin mời bạn nam thứ hai. Số 4. Đây. Số 2. Lật ra. Trời, chị nào? Số 1. Trời hay quá. Cho anh. Đây là đồng đội sẽ đồng hành với các bạn trong suốt cả một quá trình. Đồng đội đồng hành gọi là hỗ trợ tụi em là chính đúng không? Hỗ trợ và cùng thi nhau. Và số điểm sau này của các bạn được tính dựa vào đồng đội chứ không phải là dựa vào một người. Trước khi tạm biệt thì tôi rất cảm ơn một lần nữa sự quyết tâm hết mình cũng như là ý chí của các bạn trong ngày hôm nay. Và hy vọng là với những thử thách tiếp theo các bạn sẽ giữ vững được nó, và nó phải tăng hơn nữa.